Khoảng 11 giờ trưa ngày 23 tháng 4 năm 2019, một thợ làm gạch đã chết cứng được phát hiện. Theo thông tin ban đầu, khi đó những người sống trong một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh dọn cơm ra ăn nhưng thấy anh Trương Văn Thành sinh năm 1995, quê ở tỉnh Nghệ An vẫn nằm ngủ nên gọi dậy. Nhưng họ gọi lâu mà không thấy anh Thành thức dậy nên một người tới xem thì phát hiện anh này đã chết và cơ thể đã cứng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an. Công an phường Tam Phú và đội điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức đã đến lấy lời khai của các nhân chứng. Những người ở cửa hàng vật liệu xây dựng cho biết anh Thành là thợ làm gạch. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, anh và một số người nhậu tới khuya, sáng nay không thấy anh Thành dậy đi làm nên nghĩ anh Thành nhậu say rồi ngủ nhiều. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.